hàm băm mật mã. Vậy một hàm băm chúng ta ký hiệu là H là việc sinh ra một cái giá trị H có độ dài cố định cho bản tin M. Hàm băm được sử dụng cho xác thực thông điệp và chữ ký số. Các yêu cầu an ninh cho hàm băm mật mã. Thứ nhất, giá trị H được tạo ra phải có độ dài cố định, tức là số bit là giống nhau. Dễ dàng tính ra cái giá trị hàm băm này với cái giá trị M tùy ý. Đây là H, X ở đây là ký hiệu theo hàm, nó tương đương với chữ M ở đây. Với H tùy ý không có khả năng tìm được một cái giá trị Y sao cho HY bằng H. Và với một cái X tùy ý không có khả năng tìm được Y khác X sao cho HY bằng HX. Không có khả năng tính toán để tìm cặp XY tùy ý sao cho HX bằng HY. Và output của H phải đáp ứng các test chuẩn cho một cái số giả ngẫu nhiên. Thế thì đọc này chúng ta cũng khó hình dung, tuy nhiên có thể diễn giải nó là như thế này. Tức là dù chúng ta có một bản tin dài ngắn tùy ý, khi mà cho nó vào cái hàm băm để lấy ra giá trị băm thì cái kích thước của cái giá trị băm đó là không có thay đổi. Tức là nó đảm bảo là nó có cùng một cái số bit giống nhau. Thứ hai, cái việc tính toán này là dễ dàng. Đấy. Thứ ba, đó là với một H tùy ý, tức là ý nói là nếu người thứ ba biết được cái giá trị hàm băm này thì cũng không có khả năng tìm được Y. Tức là cái tìm ra cái bản tin giá trị M này này, để sao cho H M bằng cái giá trị đó, tức là ý muốn nói là tìm một cái với cái giá trị hàm băm biết trước thì không có khả năng tìm ra một cái bản tin mới sao cho cái giá trị hàm băm của bản tin mới này bằng cái giá trị hàm băm mà chúng ta đã biết. Yếu tố thứ tư có nghĩa là với x tùy ý. Với x tùy ý có nghĩa là gì? Là với cái một mấy bản tin là tùy ý cho trước, chúng ta không có khả năng tìm ra bản tin thứ hai để sao cho cái hàm băm của bản tin này hay bản tin này là giống nhau. Ý thứ năm này là có nghĩa là gì? Không có khả năng tính toán để tìm cặp XY để cho, tức là nói chung là ở đây là nó hơi khác với cái ý thứ tư nhé. Ý thứ tư là biết X tìm Y, còn ở đây là có nghĩa là với mọi XY chúng ta cũng không có khả năng tìm ra hai cái bản tin tùy ý sao cho cái giá trị băm của nó là bằng nhau. Và cái tiêu chuẩn cuối cùng có nghĩa rằng cái việc tạo ra hàm băm này nó phải đáp ứng các tiêu chuẩn test cho số giả ngẫu nhiên. Thế thì số giả ngẫu nhiên như này thì các bạn là cái gì? Thì vắn tắt các em có thể hiểu nó là như này. Nó thỏa mãn một số, một dãy số giả ngẫu nhiên là một cái số mà chúng ta không biết được cái số kế tiếp của cái việc tạo ra nó là cái gì. Tức là nó là đã là ngẫu nhiên thì chúng ta không đoán trước được. Thứ hai nữa là cái sự xuất hiện của các số trong một cái chuỗi số giống ngẫu nhiên ấy, nó là phân phối đều. Thế thì thôi, cái này giải thích nó lằng nhằng quá, các em tìm hiểu thêm. Bạn nào muốn tìm hiểu thì tìm hiểu thêm. Còn chúng ta chỉ hiểu một cách đơn giản, đó là nó đáp ứng được các tiêu chuẩn về việc thỏa mãn cho H là một cái dãy số giả ngẫu nhiên. Chúng ta có thể xét một số ứng dụng của hàm băm mật mã. Các hàm băm thường được sử dụng để tạo ra một file mật khẩu một chiều. Trong đó, một mã băm của mật khẩu được lưu trữ bởi hệ điều hành. Nói một cách đơn giản, khi người sử dụng nhập mật khẩu, mã băm của mật khẩu được so sánh với giá trị băm được lưu trữ để xác minh. Cách tiếp cận bảo vệ mật khẩu này được hầu hết các hệ điều hành sử dụng. Các hàm băm có thể được sử dụng để phát hiện sự xâm nhập của virus và phát hiện virus. Một hàm băm mật mã có thể được sử dụng để xây dựng một hàm giả ngẫu nhiên hoặc một máy phát số giả ngẫu nhiên, vân vân và nhiều các ứng dụng khác. Bây giờ chúng ta xét đến một cái sơ đồ.
Đó là sơ đồ A, cách sử dụng là như này. Người gửi A, đầu tiên đây chính là xác thực đây. Chúng ta xem lại cái, nhưng mà cái việc xác thực này không không sử dụng mark nữa, không phải tạo ra mã xác thực nữa mà sử dụng cái hàm băm vậy thôi. Đây chính là có tính chất xác thực là đấy. Sau đó đây chính là bảo mật. Đấy, chúng ta xem lại cái sơ đồ trước. Đấy, thì người nhận thì đầu tiên lại phải giải mã trước, sau đó là xác thực sau. Có cách sử dụng thứ hai, đó là tạo ra một cái bản băm này trước. Lấy từ M này sinh ra một cái bản băm, sau đó sử dụng khóa K để mã hóa bản cái giá trị băm này. Đấy, sau đó gửi cùng cái bản tin M. Đấy, thì ở đây là bảo mật, lại bảo mật cái giá trị hàm băm. Khi người nhận nhận được thì sẽ tách ra. Thứ nhất là bản tin M, sau đó thử làm một cái việc đó là tạo ra bản băm. Từ cái giá trị bản băm này thì chúng ta lại thực hiện cái việc là giải mã. Giải mã thì cũng lại được cái giá trị H, so sánh H mới và H cũ. Thì chúng ta sẽ tính được đây nó là xác thực thông điệp. Đây chính là việc xác thực thông điệp. Đây là vừa xác thực vừa mang tính bảo mật. Còn ở đây thì lại chỉ có tính chất xác thực mà thôi, không có tính bảo mật cái bản tin M. Xét một cái sơ đồ BC. Thì ở đây chính là sử dụng một cái sơ đồ chữ ký số đây, S này. S là một cái giá trị được gắn với bản tin M, sau đó tạo ra một cái giá trị băm và gửi cùng với bản tin M. Khi mà người nhận thì ở đây lưu ý rằng là việc ghép như này đó, cái bản M này không có, chúng ta nhìn như này đó là M này nó không có cái tính chất bảo mật, trong cái sơ đồ C này không có tính chất bảo mật. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có, sau khi gửi đi thì người nhận sẽ làm một cái việc là lấy bản tin M ghép với cái phần chữ ký số S và chúng ta tạo ra cái bản băm, giá trị băm. So sánh giá trị băm thì chúng ta sẽ xác thực được bản tin M này có bị sửa đổi hay không. Thế thì cái sơ đồ B và C này có ý nghĩa gì? Chúng ta lấy, tại sao cái bản tin M này lại không cần bảo mật? Thế thì lý do là như này, chúng ta hãy hình dung một cái trường hợp như này. Có những cái tài liệu mà trên thực tế không cần phải bảo mật, mà đây là cái bảo mà nó chỉ cần quan tâm đến vấn đề là nó không bị chỉnh sửa thôi. Lấy ví dụ như một cái văn bản luật, chẳng hạn như là Hiến pháp nhà nước Việt Nam chẳng hạn. Thì cái hiến pháp này thì công bố cho mọi người dân ai cũng biết, nhưng mà cái quan trọng nhất đó là không được phép sửa đổi. Đấy. Thế vậy thì khi mà trên môi trường Internet thì cái quan trọng nhất là phải đảm bảo rằng cái bản tin đó là không được sửa đổi. Vậy thì người ta chỉ cần quan tâm đến cái tính là xác thực thôi. Có nghĩa rằng bản tin M này không bị sửa đổi, còn nội dung của nó là công khai. Do vậy không cần cái tính bảo mật ở đây làm gì cả. Chỉ cần tính xác thực, có nghĩa rằng bản tin M không bị chỉnh sửa, sửa đổi. À, bây giờ chúng ta xét đến cái một cái sơ đồ cuối cùng là cách làm D. Thì ở đây trong nhìn cái sơ đồ này là chúng ta biết ngay là nó cũng vừa có tính xác thực vừa có tính bảo mật. Thứ nhất là xác thực đây là khoanh này. Đấy, thì chúng ta nhìn nó rất là giống ở cái sơ đồ trên đây. Đây sẽ là cái phần mã hóa dùng để xác thực, là để, xin lỗi, đây là cái việc mã hóa là chúng ta dùng để đảm bảo cái tính bảo mật. Đấy. Thế thì người nhận sẽ đầu tiên là muốn biết được bản tin thì phải giải mã, sau đó mới xác thực thông điệp.
Đây chúng ta sẽ trong cái ví dụ 1 này thì là sử dụng cái sơ đồ gọi là khóa đối xứng. Còn ở đây trong sửa đổi cái ví dụ số 2 chúng ta xét đây. Đó là sử dụng cái khóa công khai. Sơ đồ mã hóa khóa công khai để áp dụng vào cho việc là làm chữ ký số, sử dụng hàm băm làm chữ ký số. Thì chúng ta nhìn thấy nó cũng có cái sự tương ứng đối với các sơ đồ trên. Đầu tiên, trong sơ đồ A thì bảng tít M sẽ tạo ra một cái giá trị băm, sau đó mã hóa bằng cái khóa riêng của người A, mã hóa cái giá trị băm này gửi kèm cùng với bảng tin M. Người B nhận được thì sẽ lấy bảng tin M sinh ra cái giá trị băm, sau đó sử dụng khóa công khai của A để giải mã cái phần bản mã này, và chúng ta so sánh hai giá trị lại. Như vậy ở đây là sẽ khẳng định được là bảng tin M có đúng là do A gửi, đồng thời với đó là nó có bị chỉnh sửa hay không. Đấy, như vậy cái sơ đồ A này nó có hai tác dụng, một là xác thực là người gửi là A, đồng thời cũng lại làm cái nhiệm vụ đó là kiểm tra xem bản tin M này có bị thay đổi nội dung hay không. Thế bây giờ tiếp theo cái sơ đồ B, nó vừa đảm bảo là tính xác thực, đảm bảo chữ ký số và đồng thời nó lại có tính bảo mật. Đấy, đây là cái sơ đồ A được sử dụng là một thành tố trong sơ đồ B. Sau đó nó sử dụng một cái nhìn như này chúng ta sẽ hiểu đây là sử dụng một cái sơ đồ khóa đối xứng. Sử dụng khóa K. Thì đây chính là sử dụng để đảm bảo tính bảo mật. Như vậy chúng ta nhìn vào sơ đồ này chúng ta sẽ thấy sơ đồ B có tính bảo mật do cái sử dụng sơ đồ mã hóa đối xứng đây, vừa có tính xác thực là do cái giá trị băm hát này, và có tính chữ ký số. Chữ ký số chính là sử dụng khóa công khai, khóa riêng A dùng khóa riêng của mình để mã hóa, thì đây chính là dùng để chữ ký số này, xác thực này. Và đây chính là E, đây chính là bảo mật. Bây giờ chúng ta sẽ xét đến một cái sơ đồ thuật toán băm bảo mật SHA. SHA là một cái thuật toán tạo ra cái bản băm bảo mật, thì được qua rất nhiều lần chỉnh sửa, thì đến nay qua rất nhiều lần chỉnh sửa thì hiện nay đã có đến cái bản mới nhất, đó chính là SHA 512 với số bit chính là độ dài, là tạo ra cái giá trị băm có độ dài là 512 bit. Ở đây sử dụng cái phép cộng modulo 2 vị thừa 64. Thế thì cái này các em có thể tìm hiểu thêm. Đây là mình sẽ giới thiệu thôi. Các giá trị tham số cho SHA ứng với SHA1, SHA 224, 256, 384 và 512. Đây, các em có thể tìm hiểu thêm. Cách thức quá trình tạo ra cái mã băm SHA là như này. Đầu tiên, nếu chúng ta có một cái bản tin M thì bản tin M này có độ dài là n bit. Nhưng nếu mà nó không đủ bội của 1024 bit thì nó sẽ được thêm vào. Đấy, nó thêm vào làm sao cho nó đủ với cái giá trị ở đây, làm sao cho nó là bội của 1024 bit. Đấy, đây là những cái giá trị được thêm vào. Thì ở đây giá trị thêm vào là cái gì? Thì ở đây đầu tiên thêm vào là giá trị n đây. N, đồng thời thêm vào các giá trị 1
rồi đến các chữ số 0 để làm sao cho nó đủ bộn của 1024 bit. Đầu tiên chúng ta sẽ có cái giá trị là H0. H0 này ghép với cái bản tin M1, cái đoạn M1 tức là 1024 bit đầu tiên ấy, sử dụng một cái hàm F. Kết quả cái hàm F này được bao nhiêu thì nó sẽ được thực hiện với so với cái H0. Đấy. H0 được kết quả H1 lại tiếp tục như vậy. Như vậy đầu tiên chúng ta thực hiện cho đến hết thì sẽ ra cái giá trị cuối cùng chính là H thứ N, chính là mã băm. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái hàm F này chúng ta có thể hiểu như sau. H1 nó chính bằng là H0 so với F của M1 với H0. Và cứ lặp lại như vậy cho đến HN.